Anh à, em nhận được sim qua rồi, quên nó không gọi điện cho anh. Thế tình hình nào? Còn đây nhìn nó đẹp đấy, mã đẹp, cườm chiếc đẹp, cườm cườm dắt đẹp phết đấy. Mà anh nuôi sao chim nó mã nó đẹp thế nhỉ? Lông lá nó nhìn nó mượt mà lắm, toàn thịt. Thế mới là anh Tháo. Chắc thỉnh thoảng cho ăn cám ở trên đấy à? Chịu bí quyết. Câu chuyện bí quyết à? Quyết thì vẫn nghiệp luôn đấy. À dạ, có nghiệp Đấy, à? đam mê thì nó mới tìm ra được chân lý của nó đấy em ạ, à, đừng tưởng. À dạ. Nhìn mã đẹp. Anh đã từng cứu Nhìn những con chim mẹ tưởng chết toi còn sống được, mà mẹ chim mẹ về anh nuôi mẹ gần như là đẹp kinh khủng luôn. và con này hôm qua, như tối hôm qua em về em thấy treo lên đến buổi gần sáng này nó cũng gáy ra ấy, nhưng mà giọng nó nhỏ chim nhỏ. chim thì con đấy thì nó cũng tầm đấy, là nói chung là nhìn mã bộ rồi cườm rồi độ thuần, thế là nói chung là Thuần rồi. như người khác là không có ra đấy đâu. Nhưng thấy em Và cũng nói chung là cũng tin và tưởng anh thì anh cho và anh em đã gần thêm gần thôi. vâng ạ, vâng rồi em biết rồi, bởi vì em thấy con chim cũng đẹp mà, mã đẹp, cườm thì cườm dắt đẹp, và Đấy lông lá là mượt, những nên người nào là mà cứ và gọi là tin tưởng anh hoặc là hay giao lưu trò chuyện thì anh bao giờ anh cũng rất là mừng. Anh thường anh cũng để cho ok ngay, nó hợp vâng lý đúng rồi. thôi. Vâng, em nhìn con chim mà em ưng đấy, Con bởi vì đấy là càng ngày nuôi nó càng khủng luôn đấy, sau này nó già chim nữa nhìn con mọi vấn đề vâng nó sẽ lên rất nhiều. con đấy nhìn nó to mà, nhìn nó chặt, nhìn gọn chặt, Có cái nhìn mùa con này chim gọn thì chặt ấy mà nhá, mã nó mùa đẹp. này thì có phải cho ăn uống đầy đà, mà mùa từ giờ đến tháng nữa là cái mùa thì gọi là trong năm là chỉ có mỗi tầm này một tháng nữa là mùa nguy hiểm nhất cho con chim. Mùa rét đấy à, Nó giao mùa với nó là cái mùa thời độ ẩm nó cao, thì cho ăn thì em vẫn chỉ cho ăn thóc thôi chứ anh, đúng không? thì cho ăn thóc thì mình ok rồi, nhưng mà mình phải cho nó ví dụ thỉnh thoảng đổi món đi, hoặc là cho uống kèm thuốc bổ, và cho cái nhìn con chim nó nhanh nhẹn thì mình cứ thế phát huy Và đến lúc kèm thuốc nó bổ thì có phải là mua cái gói ấy của gà không anh, gói thuốc bằng nó là vàng hồng màu da gà đúng cầm thì không, cứ mua cái thuốc gà cũng được. thuốc gà mà em thấy màu vàng vàng ấy Vàng vàng thơm thơm này. đấy, gói đấy cho vào nước không là cho uống một ngày đấy, cho Pha y uống đấy. đấy, đúng rồi, thỉnh thoảng một vài ngày là cho một ngày như thế nó khỏe con chim đủ chất. Vâng, Hoặc là em chỉ sợ là nó đang yên nó lạ phát, sợ nó đi dỉa thôi. không, chả vấn đề là chim thì nó già chim rồi thì nghĩa là mình đừng để xảy ra vấn đề gì bất thường được, thì nó vẫn ok. Ví Vâng, dụ như mình quên cho ăn một hai ngày hoặc là cho nước ao uống bẩn cái là phải biết chữa, đi ỉa đi ỉa cái thứ phải chữa, hoặc là thành phần dễ chất bị. dinh dưỡng cái thứ là mình phải biết được cái cách Vâng. ăn đổi món như thế nào. Vâng, có em vẫn đấy mà. Em cũng biết đi ở đi các thứ thì chữa này nó cũng đơn giản thôi mà. Anh bón chim non ở trên này gần như là nó còn đẹp hơn cả mẹ nuôi. Đấy em thấy là đẹp, con mã con chim của anh đưa về cái mã lông nó nhìn nó khác, nó rất là mượt mà nó đẹp, lông nó mượt mà lắm, nhìn nó đẹp thật đấy. Còn hơn cả chim ở ngoài ấy. Thế mới là anh Thao, như anh đã bảo rồi, làm Và nó phải đi sâu vào. cái giọng của nó, giọng con bầu này là nó như nào nhỉ anh nhỉ, có to không, giọng có Ra con này nếu mà để lên hết giọng là em nuôi ít nhất phải nửa năm nữa mà lên không? mới căng hết giọng được. Vâng, Đấy, nửa năm nữa đổ đi. ví dụ như giọng bố mẹ nó chắc là to lắm à, con Con bầu chim này. nó phải nhìn nó phải có cái lực như thế thì nó mới gáy to được, Vâng, chứ nó không có lực thì không vâng bầu diều nó gáy nghe hay lắm ấy nhỉ. Em hôm qua hình như em đêm sáng em nằm em thấy nó gáy, nhưng mà Con đấy nó thuần nghe chim mẹ. mà, con đấy nó thuần chim. Vâng, toàn em cho cái lồng chặt chặt nhưng nó thuần lắm, cho tay vào chỉ dơ mỗi cái cánh không thôi, Chả vấn còn đề gì cả cả, người em thoải cứ mái nuôi luôn. cho ăn đầy đủ, chỉ khoảng tháng nữa là nó Vâng quá là gần như với em rồi, nó một vâng một vâng thứ khác luôn rồi. vâng Thế là bắt của mà anh con rồi, mấy con rồi nhỉ? Ba con à? bốn 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 con à? bốn con rồi. Thế là khách hàng này là khách hàng tin tưởng. Đó, thì em tin tưởng anh mà, nói chung là team của anh là được, nhìn mã miếng là em thích rồi. À nữa là cái giọng giọng riết thì cái con thổ đặc đấy nó có dòng tốc độ anh ạ, tức là nó gáy tốc độ lắm,
nó gáy à, cứ cu cu à không đúng à, cu 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 nó liên tục thế, đấy đấy nó gọi là đấy, nó dục dồn đấy, tốt. tốc độ đấy, tức là nó Ừ. nhanh, nó gáy nhanh ấy, em thích những con gáy nhanh. Thế là có cái độ lạ của nó về âm. Và Ừ. giọng Thôi thì được. cũng được đấy, giọng con thổ đặc được. Còn cái Ừ. con thổ à, cái con này thì mới này thì em cũng chưa nghe được nó gáy, nhưng mà hình như là gần sáng em thấy nó gáy bé bé, nhưng mà Con đấy là đúng 100%. nó sẽ hay đấy chứ không phải đơn giản đâu, nhưng mà một cái À vâng đúng là rồi. chim thì nói thẳng là chim đấy nó còn tơ chim chứ chưa già chim đâu, Vâng. nói Con rõ này là đã được một mùa chưa anh? nó chỉ có mùa của mùa năm nay lên một tí thôi. À được. Ừ, chứ không nó cũng nó Em mà thấy đợt già sau là chim thì vâng, em hả. thấy là xích cái chân chân anh xích đánh dấu à? Thì những con đấy là nó có dòng có lối từ lúc còn bé, anh đã biết nó rồi, anh đã nuôi riêng rồi. À đà, thế là đánh dấu cái chân, em thấy buộc cái dây thít mà. Thế là đánh dấu đấy à? Và Nói chung là con chim tầm tầm con chim đấy là hệ là em nuôi là hàng cũng là sau này nó to lắm mà cườm kiếc nó đẹp nữa. Tầm này là cườm đẹp thật mùa này là cườm. nó còn đang ở cái giai đoạn là nó chim nó không nhanh chim. Vâng, Mùa bởi vì đến em mùa 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 kia, mùa kia phát là nó nhanh lắm, đẹp nữa. vâng, bởi vì em thấy nó đẹp ấy, bởi vì cái cườm của nó nhìn rất là đẹp luôn, nó cườm dắt chứ không phải là cườm thường, nó ấy cườm nó lại dắt cơ, từ những con cườm dắt nó mới là con hay, Thì đấy bởi nó vì là nó như mới mau thế. mỏ. Vâng, Anh gửi vào em trong chơi chim em biết rồi. bọn mấy anh em ở trong xa xa như một miền trong, họ đều đều Vâng. đều thích chim của anh, Vâng. có một cái phong cách. Nó nhìn nó khác các con chim khác vì là cái màu lông, với tất cả màu lông của nó rất là đẹp. Màu tức là màu ngỗng và phấn hồng. Ngực thì phấn hồng, còn lông kia là màu lông ngỗng. Đẹp. Nhìn cái mã đẹp mà to. Hay mấy con là của anh đẹp. Có mỗi mất cái con thổ đồng thì em vừa rồi em mẹ dính lại lông cánh là đai anh ạ. Nó cứ phạch phạch, em nghĩ là chuột nó vào nó bị nằm nó hoảng, nên là đêm nó cứ nhảy xuống tầm khoảng 4-5 giờ sáng nó cứ phi phạch 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 lồng ấy, nó bay. Thay đổi lồng đi, thay đổi vị trí treo đi xem thế nào. Và có em thay đổi rồi, em lại dứt lông lần hai rồi, xong là thay đổi rồi. Hôm nọ có một cậu gọi điện cho em anh ạ, gọi ông ở Bắc Giang ấy, gọi điện cho em hỏi chim có phải bắt ở trên chỗ nhà anh không, bảo đúng rồi. Thế nó hỏi là có hay không anh, bảo tuyệt vời luôn, không phải nghĩ. Không biết là gọi điện cho anh không, cách đây khoảng tầm mấy hôm rồi, 1 tuần rồi. Không không U anh à thì bạn. cũng đa phần là họ 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 cũng toàn kiểu như điều họ gọi điện cho nhau thế nào ạ. Như có hôm họ của ông gọi vào tận trong trong Đà Nẵng, nhưng ông Hà Nội gọi điện ở trong Đà Nẵng, hai ông để chơi với nhau, xong ông định bắt chim chỗ nọ chỗ kia, xong ông quay ra bắt chim của mình. Vâng, đấy thì em cũng nói chuyện với nó mà. Em bảo là team của anh sao thì không phải nghĩ rồi, hay lắm. Thứ nhất là về Thực hình tế là dáng em mà. cũng được kiểm chứng 4 con liền, thì đến bây giờ là em bản Đúng thân em rồi. cũng hài lòng còn gì nữa. Vâng. Em Em bảo bảo là bán một con chim 1 triệu như thế, bây giờ em đi mua chỗ nọ chỗ kia nhiều khi nó khó như đơn giản vâng đúng rồi. Thì biết là toàn anh em chơi với nhau thì anh cũng để cho cái giá ưu đâu. ái. Cái giọng ấy, chủ yếu là cái giọng, giọng bầu diều em nghĩ chắc là hay, vì bầu diều thì em chưa nghe bao giờ, nhưng mà em nghĩ là chắc là hay, bởi vì cái giọng cổ bầu đã hay rồi. Mà nó lại là diều, nó ngân dài ra là em thích rồi. Nếu như Giọng thì con cực đấy kỳ là khó. em nên nhớ là con đấy nó là chim, vẫn là gọi là chim mới bắt đầu trưởng thành, chứ có gọi là Vâng. tên tuổi về độ tuổi cả. Vâng. Mà nó đã đạt được như thế rồi thì Vâng. em nuôi tầm khoảng 1-2 năm thì phải nói là nhìn mã Con phách này cườm rồi mọi thứ vâng. khỏi phải nghĩ luôn. Con này mà nuôi thêm 1 năm nữa thì ví dụ sang mùa tháng 5 nữa thì chắc là ác lắm. Thì giọng nó cũng thay đổi mà dáng dấp rồi Vâng. độ lì độ quen độ thuần chân chiếc móng vảy đỏ điếc các thứ nó lên hết. Như cái con mà thổ vang của anh ấy, Ừ. mà anh bảo là sấm thổ ấy, con đấy là nó gáy 1 mùa đấy, mà năm nay nó gáy thế là ác ấy, to gù gù xong rồi nó gáy năm nay cũng to, mà nó cũng nổi ác, về phát mấy hôm là 1-2 hôm phát là nó lổ ngay. Rồi. Và Rồi thế thôi, làm đi, anh cảm ơn. Thế là cũng vâng ok rồi, vâng anh em rồi gửi rồi qua. ok anh nhá. Vâng ạ. Vâng, có gì xem gọi điện sau. Vâng, chào anh nhá. Ok.